Cô xin chào tất cả các bạn. Ở các tiết toán trước, các con đã nắm được cách thực hiện phép cộng phân số, phép trừ phân số và phép nhân phân số. Vậy còn một phép tính nào nữa mà chúng ta chưa được học? Đó chính là phép chia phân số. Vậy để nắm được cách thực hiện phép chia phân số như thế nào, thì tiết toán ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con qua bài toán phép chia phân số. Cô có ví dụ như sau. Hình chữ nhật ABCD có diện tích 7/15 mét vuông, chiều rộng là 2/3 mét. Tính chiều dài của hình đó. Bạn nào có thể cho cô biết bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết hình chữ nhật ABCD có diện tích 7/15 mét vuông, chiều rộng là 2/3 mét. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi tính chiều dài của hình đó. Khi chúng ta đã biết được diện tích và chiều rộng của hình chữ nhật rồi, muốn tính chiều dài hình chữ nhật ta làm như thế nào? Có bạn nào biết không? Muốn tính chiều dài của hình chữ nhật, ta sẽ lấy diện tích chia cho chiều rộng. Và cô có phép tính như sau. 7/15 chia 2/3. Các con hãy vận dụng vào kiến thức mình đã biết. Dựa vào sự hiểu biết của mình kết hợp với sách giáo khoa, các con hãy thử tính và tìm xem kết quả của phép tính này là bao nhiêu. Các con đã tìm ra kết quả của phép chia này chưa? Cô nghĩ rằng chắc có lẽ là một số bạn đã tìm ra được kết quả và một số bạn chắc cũng đang còn lấn cấn suy nghĩ xem kết quả của phép chia này là bao nhiêu. Vậy để giúp các con tìm ra được kết quả của phép chia này, thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách thực hiện phép chia hai phân số này nhé. 7/15 chia 2/3. 7/15 cô gọi là phân số thứ nhất, 2/3 cô gọi là phân số thứ hai. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Các con lưu ý cho cô, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Phân số 3/2 được gọi là phân số đảo ngược của phân số 2/3. Để giúp các con có thể hiểu rõ hơn thế nào là phân số đảo ngược, thì cô có một ví dụ như sau. Các con thấy phân số 5/7 đảo ngược của phân số 5/7 chính là phân số 7/5. Phân số 3/8 đảo ngược là phân số 8/3. Qua ví dụ này, các con đã hiểu được thế nào là phân số đảo ngược chưa nào? Chắc các con đã hiểu rồi đúng không nè? Bây giờ cô tiếp tục quay trở lại bài tính. Cô có phép tính như sau. 7/15 chia 2/3 bằng 7/15 nhân 2/3 cô đảo ngược lại thành 3/2 bằng 21/30. Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 21/30 mét. Để giúp các con có thể khắc sâu thêm cái cách thực hiện phép chia hai phân số như thế nào, thì cô sẽ nhấn lại một lần nữa cho các con có thể nắm rõ hơn nhé. Khi chúng ta chia hai phân số, bước đầu tiên là các con cần chuyển phép chia hai phân số này về thành phép nhân hai phân số bằng cách ta lấy phân số thứ nhất nhân cho phân số thứ hai đảo ngược. Chúng ta thấy phân số thứ hai là 2/3, đảo ngược lại là thành phân số 3/2. Bây giờ chúng ta đã có được phép nhân 2/. Tiếp tục thực hiện bước tiếp theo, đó là chúng ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số, và cô ra kết quả là 21/30. Vậy qua cái phép tính này, bạn nào có thể cho cô biết muốn chia hai phân số ta làm như thế nào? Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân
phân số thứ hai đảo ngược. Các con hãy cố gắng ghi nhớ quy tắc thực hiện phép chia hai phân số này nhé. Cô nhắc lại một lần nữa, cách thực hiện phép chia hai phân số này để cho tất cả chúng ta đều có thể nắm được. Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Để giúp các con có thể khắc sâu thêm kiến thức về cách thực hiện phép chia hai phân số, cô có ví dụ như sau. 3/7 chia 5/8. Các con hãy thực hiện cho cô phép tính chia này đi nào. 3/7 các con sau khi nghe giảng là tất cả các bạn đều đã thực hiện được phép tính chia này cho cô rồi phải không? Bây giờ cô và các con cùng nhau sửa bài tập này nhé. Muốn chia hai phân số, cô lấy phân số thứ nhất nhân cho phân số thứ hai đảo ngược. Cô lấy 3/7 nhân 8/5 bằng 24/35. Và ví dụ này cũng đã khắc sâu thêm kiến thức cho các con. Các con hãy dựa vào những kiến thức cô vừa giảng dạy cho các con, các con cố gắng hoàn thành cho cô bộ câu hỏi. Nếu có thắc mắc gì thì các con hãy phản hồi lại cho cô nhé. Cô xin chào các bạn. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe.